sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm 1 đến 2 triệu mỗi ngày cực đơn giản với ứng dụng BIDV Smart Banking. Đầu tiên các bạn tải ứng dụng BIDV Smart Bank trên Google Play hoặc App Store. Tiếp theo các bạn ấn vào đường link đăng ký mình có để sẵn ở phía dưới phần mô tả. Sau đó anh em, nếu như anh em đã có tài khoản thì anh em nhấn vào dòng chữ là đăng ký cho khách hàng chưa có thông tin tại BIDV. Nếu mà có rồi thì hãy nhấn ở dưới. Ở đây thì hầu hết là chưa có, thế nên sẽ chọn dòng trên. Và ở cái dòng trên này thì các bạn sẽ nhận được 100.000, ở dưới bạn sẽ nhận được 60.000. Rồi trong thời gian này sẽ được nhân đôi ạ. Thế nên nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại được con 50.000 mà mình bảo là được 100.000. Thì sự kiện này kéo dài đến mùng 3 tháng 5 thì nó sẽ được nhân đôi. Trong thời gian này thì anh em hãy nhanh tay đăng ký lên để nhận được 100.000. Anh em hãy nhấn vào đây này. Thì ở đây anh em hãy nhấn nút đăng ký ngay này. Ở đây mình đã đăng ký rồi, thế nên mình sẽ cho anh em quy trình đăng ký nhé. Đây, ở đây mình sẽ có quy trình đăng ký như sau. Anh em hãy click vào cái dòng này để anh em đăng ký. Sau đó anh em nhấn nút đăng ký ngay. Sau đó anh em hãy nhấn vào số điện thoại đăng ký và nhấn vào chữ tôi xác nhận. Sau đó anh em hãy chuẩn bị căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu. Sau đó anh em nhấn nút tiếp tục. Sau đó nó sẽ bắt anh em chụp chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân ở đây. Thì anh em hãy cứ chụp như bình thường, giống hệt như 10 bank. Sau khi xong thì anh em sẽ được những thông tin như thế này. Thì anh em số điện thoại của anh em hãy nhập mã OTP vào đây. Sau đó nút xác nhận. Sau khi xác nhận thì anh em đã được đăng ký thành công. Và đó là cách thức đăng ký. Và làm sao để anh em có thêm tiền ở trong app BIDV thì anh em hãy nhấn vào app BIDV này. Anh em đợi mình xíu để mình đăng nhập nha. Mình sẽ đăng nhập này. Anh em hãy kéo xuống cuối cùng. Anh em bấm vào chỗ giới thiệu bạn thưởng vô hạn. Sau đó anh em hãy bấm nút đã đọc và ấn nút giới thiệu ngay. Để anh em có thể lấy được cái link giới thiệu đó. Sau đó anh em copy đường link và gửi cho bạn bè của anh em sẽ được nhận được 100.000. Nếu bạn bè đăng ký tài khoản mới hoặc là cho những người bạn đã có thông tin tại BIDV thì anh em sẽ nhận được là 60.000. Ở đây mình đã giới thiệu được nhiều người rồi. Thì anh em hãy nhấn để xem giới thiệu bao nhiêu người, anh em hãy nhấn vào đây. Anh em ấn vào khuyến mại người giới thiệu EKIC ở dòng cuối cùng này. Ở đây mình đã giới thiệu được 4 người nên mình đã được 400.000. Và tiền thưởng thì nhiều anh em hỏi là sao mình không nhận được tiền thưởng. Thì tiền thưởng này sẽ được trao cho những anh em nào mà đăng ký xong. Và trong tổng thứ 2 tuần sau, tức là ngày hình như là ngày 3 tháng 5 thì anh em sẽ nhận được tiền. Và anh em, đặc biệt anh em phải chú ý là anh em phải đăng ký là dịch vụ là Smart Banking. Anh em không được đăng ký là thẻ ghi nợ. Nếu đăng ký thẻ ghi nợ thì anh em sẽ không nhận được tiền. Còn nếu đăng ký Smart Banking thì anh em sẽ nhận được tiền nha. Ok, hôm nay mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Bye bye anh em.